quý vị, như vậy thì trong phiên cuối cùng của tháng 8 ngày hôm qua thì chỉ số VN-Index đã có lúc chinh phục được mốc 1.000 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời cũng đã khiến cho chỉ số này không thể duy trì và chốt phiên VN-Index đã giảm xuống mốc 989 điểm. Tại sàn Hà Nội và sàn Upcom cũng có một kết quả giảm. Thanh khoản trên cả hai sàn chính đạt trên 5.000 tỷ đồng, và chúng tôi sẽ cùng trao đổi về giao dịch của thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua với phần bình luận của vị khách mời là anh Huỳnh Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Everest. Chào buổi sáng anh Tuấn. Thì chúng ta thấy rằng là trong cái tuần vừa rồi đó thì thị trường vẫn đang ở một cái xu hướng uptrend, mặc dù là có tăng có giảm, nhưng mà nếu như mà theo một cái tình hình như thế này đó thì trong tuần sau chắc là chỉ số VN-Index sẽ có thể chinh phục được mốc 1.000 điểm một cách khá là dễ dàng thôi. Thì theo quan sát của anh trong cái tuần giao dịch vừa rồi thì anh có một cái nhận định như thế nào? Chúng ta thấy trong cái tuần giao dịch vừa qua thì rõ ràng thị trường xuất hiện hàng loạt những thông tin, và tôi cho rằng những thông tin này đây là những thông tin cũ và được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, giống như cuộc chiến thương mại Trung Mỹ thì cái phiên cuối tuần thì việc Tổng thống Donald Trump sẽ dự kiến sẽ áp dụng cái gói 200 tỷ đối với hàng hóa của Trung Quốc. Vâng. Thì đó cũng là cái thông tin mà hiển nhiên đây không phải là thông tin mới và rất là nhiều nhà đầu tư đều biết. Nhưng mà đặc biệt mỗi khi giống như tôi được nhắc đi nhắc lại lần là mỗi khi những cái thông tin mà xuất hiện theo xu hướng tích cực thì lập tức là chỉ số nó cũng đi theo một xu hướng là rất là tích cực của thị trường. Nhưng mà ngược lại khi mà thông tin mà xuất hiện theo cái xu hướng tiêu cực thì có vẻ là nhà cái lại muốn đi theo một cái xu hướng hướng khác. Yeah. Và đó là cái tôi dẫn cho rằng đây là một cái xu hướng chung của một cái thời điểm mà hầu như chúng ta vắng hoàn toàn cái thông tin lợi nhuận quý hoặc là lợi nhuận từ hoạt động các doanh nghiệp. Do đó là tôi cho rằng là thị trường vẫn đi theo một cái xu hướng tôi cho rằng là khá là tích cực và theo cái xu hướng sideways, nhưng mà sideways ở kiểu là uptrend tăng từ từ. Và chúng ta thấy có rất là nhiều cái cổ phiếu có cái mức hồi phục khá tốt, đặc biệt như chúng ta nói cổ phiếu ngân hàng chẳng hạn. Nếu như chúng ta xét từ cái điểm đáy của ngân hàng thì đến đây thì hầu như nhóm cổ phiếu ngân hàng đã có theo tôi đánh giá là có mức hồi phục đâu đó khoảng 25%. So với cái đỉnh điểm thì chúng ta thấy cổ phiếu ngân hàng rớt khoảng 35%, thì định hồi phục đợt vừa rồi là cho là 25%. Dạ. Là một cái mức hồi phục khá là tốt và cần phải có một cái giai đoạn tích lũy để tạo ra cái sức bền trong cái xu hướng tiếp, kể cả như hàng loạt cái cổ phiếu dầu khí chẳng hạn. Do đó là tôi vẫn nghiêng về cái kịch bản thị trường theo cái xu hướng tích cực hơn. Và đặc biệt chương từng chúng ta thấy có những cái phiên mà nhà đầu tư nước ngoài trở lại một cái trạng thái mua ròng khá mạnh, và đây cũng là một cái tín hiệu cho thấy rằng là cái chuỗi bán ròng mạnh của các nhà đầu tư nước ngoài có khả năng sẽ giảm đi. Và nhắc đến cổ phiếu tiêu dùng thì chúng ta thấy rằng là hai cái cổ phiếu mà nằm trong cái nhóm cổ phiếu blue chips là SAB và Vinamilk đó là những cái cổ phiếu tâm điểm của thị trường trong cái thời gian trước, nhưng mà trong thời gian gần đây chúng ta thấy rằng là SAB liên tục bị giảm giá, cũng như là cổ phiếu Vinamilk thì liên tục bị các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng, thậm chí là trong phiên thứ 6 ngày hôm qua thì các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng cổ phiếu này. Và chúng ta cũng biết rằng là bởi vì những cái tình hình kinh doanh và cái tốc độ tăng trưởng của Vinamilk và những cái biến động trong cái đội ngũ lãnh đạo của SAB thì là cũng là một những cái trong một những cái nguyên do mà khiến cho những cái cổ phiếu này bị giảm giá. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là trong những cái thời gian tiếp theo, bởi vì về cơ bản thì đây vẫn là những cổ phiếu rất là tốt và có thể cầm trịch được thị trường, và trong những cái phiên trên quý 3, quý 4 của cái năm 2018 này thì chắc chắn là sẽ có một cái kết quả kinh doanh tốt hơn. Như vậy anh thấy được cái thời điểm này có phải là thời điểm chúng ta nên các nhà đầu tư có thể giải ngân vào đặc biệt là hai cổ phiếu này ở cái dòng blue chips không? Tôi cho rằng là tôi vẫn giữ cái quan điểm là cổ phiếu Vinamilk thật sự là một cái cổ phiếu tốt. Nhưng mà nếu như chúng ta đi ngồi sòng phẳng nói với nhau rằng là cổ phiếu Vinamilk thì cái tốc độ tăng trưởng Vinamilk đã có dấu hiệu chậm lại. Dạ. Và nếu như chúng ta đi so sánh, nếu như cái nền kinh tế mà tiếp tục mở cửa và mở cửa cho hàng loạt các cái mặt hàng sữa khác thâm nhập thị trường, thì tôi cho rằng là tốc bản thân trong Vinamilk phải có những cái nỗ lực mạnh hơn nữa mới duy trì nổi cái tốc độ tăng trưởng như này. Bởi vì cái giá sữa hiện nay nếu như chúng ta đi so sánh mặt bằng kể cả những cái nước châu Âu chẳng hạn, thì giá sữa Việt Nam vẫn đắt hơn vẫn rất là nhiều lần. Dạ. Trong khi thu nhập của người dân đang ở mức khá là khiêm tốn,
Do đó là nếu như thì nền kinh tế chúng ta tiếp tục mở cửa và chúng ta ký hàng loạt những hiệp định và chúng ta sẵn sàng đón nhận những đó, thì tôi cho rằng áp lực cạnh tranh của Vinamilk sẽ sắp tới sẽ rất nhiều. Và tôi cho đó cũng là một trong những lý do mà cho là cái nhà đầu tư nước ngoài họ bán ròng cái giá cổ phiếu Vinamilk. Bởi vì trước đây chúng ta thấy Vinamilk là một cái cổ phiếu rất là hot trên thị trường và nhà đầu tư nước ngoài luôn duy trì một trạng thái mua ròng, thì hiện nay tôi cho rằng là đây có lẽ là một bức tranh làm cho các nhà đầu tư nước ngoài họ hình dung một cái Vinamilk sắp tới sẽ chịu áp lực cạnh tranh lớn. Ngoài ra cái cổ phiếu SHB thì chúng ta thấy là sau khi một tỷ phú Thái tham gia vào cái mua lại cái SHB với tỷ trọng chi phối thì cũng thay đổi ban điều hành. Và đây là cái giai đoạn tôi cho rằng là cái bản thân cái cổ phiếu này đang ở giai đoạn tái cấu trúc lại tất cả những cái mảng, tất cả những hoạt động kinh doanh. Thì nếu như chúng ta nhìn về cái tính thanh khoản của SHB, tôi cho rằng là nó không nhiều. Và nó không phải là cái cổ phiếu gọi là thị trường nữa. Vì thế tôi cho rằng là nó không có đặt nặng được cái vấn đề đối với nhà đầu tư. Bởi vì cái phần trăm những nhà đầu tư tham gia vào đây hầu như không đáng kể. Và nếu nói đúng hơn đó là cổ phiếu này họ muốn mua thì lập tức đó là có thể tăng trần, và họ muốn bán thì lập tức có thể rớt sàn. Và hầu như cổ phiếu này nó lại là cũng không phải là của thị trường, do đó việc chúng ta đầu tư vào SHB thì chúng ta phải đặt một kỳ vọng khác nữa. Nếu như chúng ta so sánh cái thị phần của SHB, thị phần của Heineken, thì rõ ràng vốn điều lệ của Heineken và vốn điều lệ của SHB thì hiện nay tôi cho rằng mức lợi nhuận của Heineken hầu như gần như gấp đôi của SHB, trong khi thị phần Heineken vẫn thấp hơn SHB rất là nhiều. Do đó nếu như chúng ta đi một cái đường dài và chúng ta kỳ vọng ở một cái sự cải tổ và vượt bậc của SHB thì tôi nghĩ rằng là SHB vẫn còn rất là nhiều tiềm năng trong cái thời gian sắp tới. Vâng, cảm ơn anh Tuấn rất nhiều và hy vọng là trong tuần tới thì VN-Index sẽ chinh phục được 1.000 điểm một cách dễ dàng. Thưa quý vị, vừa rồi là những ý kiến phân tích cũng như tư vấn về thị trường chứng khoán của anh Huỳnh Anh Tuấn, công ty chứng khoán Everest. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các chương trình tiếp theo. Xin chào tạm biệt.